Nhậu thì nhậu cho tới bến chứ không bao giờ biết muốn đi về. Rồi mình... thôi. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm, này em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Vô tay hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh ạ. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn, rồi em tự em chuyển đổi nghề. Rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm xe bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Dạ. Em cũng giống giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì năng khiếu nổi trội thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa, hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng. Tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước thì em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, mời bạn Nam, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi cái... Lầy, lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến chứ không bao giờ biết muốn đi về. Rồi, mình... thôi. Trời, dạ. Này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em biết quýnh lại. Chứ xỉn ở vô Tây là... Sơn, Bình Định mà có dạ. Võ không em? Dạ thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Rồi vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình không buồn hả em? Dạ nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới rồi dạ, hả? Mình hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Em có được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em được 2 mối tình sau đó. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi. Nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm, này em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ cứ thái cửa mở thì mình đi tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm. Ra quán xong rồi về. Ra rồi. Quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xỉn quá rồi. Xỉn xỉn chứ phải đọc được cái chữ toilet hay là. Ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó giống như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Dạ. Trời đất ơi, nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen.
Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mà ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn thấy là không được đâu á. Sao rồi? Chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Già qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có qua cái vụ tè tè đó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Ví dụ cái răng khểnh này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như cái tường. Răng khểnh đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng khểnh đều mà cười từ sáng tới chiều là được. Nhưng mà lắm anh nghĩ chắc, em nghĩ chắc không có cái khủng đều đâu. Dạ dạ anh. Đàn gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dãnh như thế nào? Dạ, thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ, cái khai lá cái mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói dãnh luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung thì tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. À. Rồi rồi, Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm á, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi, có nỗ lực trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì, với lại chị dâu ạ. Chị thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào anh. Dạ, anh Tân nha. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào? Bình Thuận ạ. Nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ, dạ cảm ơn em. Dạ hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả, và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đời gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, hát không hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí, cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt. Nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa. Mỗi khi em cần là có mặt anh. À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được.
Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay, thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào để nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1. Rất ổn đấy, rất hợp lý. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Thấy sao, thấy sao? Hả? Thơm á. Thơm ha. Khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn, trồng rau, trồng ria, đây, cây, có cái thứ. À. Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, không, mà không mập mập. Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Mời nhà trai. Hi, rồi, xin chào. Xin được mời nhà gái ạ. Trời ơi, quá là bốc lửa luôn. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ, sinh năm 1971. 71? Dạ vâng. Mình kinh doanh về gì? Nội thất gỗ đó. Nội thất. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quyền Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, sinh ra thì ở Nga, lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Là 6 tháng đó hả? Sao mình về sớm mình vậy? Đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba ông về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn là vậy á. À, đó là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? À, cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Yeah. Hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Tên nghe rất là đẹp ha. Việt Nga, tức là Việt Nam Nga đó ha. Dạ, Việt Nam Liên Xô anh Quỳnh Linh. Việt Nam Liên Xô. Tình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội, cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. 3 đến 4 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi làm vườn, trồng rau, trồng ria, rồi cây cối các thứ. À, vậy. Vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn. Dạ. Cây cối hả? Vườn nó nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Dạ. 9 giờ mà đi ngủ là em thấy tốt đó anh. Dạ. Nhưng mà dạ. 3 4 giờ sáng mà dậy thì em thấy hơi mệt mệt ạ. À. Dạ không, đi tập thể dục cũng khỏe lắm chị. Không đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ là Quỳ Linh cũng vậy, là đi ngủ rất là sớm mà dậy cũng rất là sớm, với tuổi mình là dậy lúc đó đúng là 5 giờ là dậy được rồi. Dạ vâng, làm dậy tập thể dục. Đúng rồi. Cái ưu điểm nó mới biết hút thuốc lào đây.
Anh ơi, nhưng mà 3-4 giờ sáng mình dậy mình hay là mình có kêu luôn người chung quanh mình dậy không anh? Dạ không, có mình nha. Xong rồi người ta đi tập thể dục chung quanh bờ sông quá trời luôn. Chứ em thấy bạn nữ bên đây cũng hơi hoang mang khi mà nghe 3-4 giờ sáng anh dậy. Ta ở con mình mà ta dậy. Mình. Mai mốt mà hai người thì chắc có lẽ là thức hơi hơi trẻ một chút. Dạ. Ủa nãy anh nói mới biết hút thuốc lào hả? Dạ. Ủa sao tập hút thuốc lào chứ vậy? Cũng không biết, tự nhiên cái duyên nó đến ra. Thuốc mà có duyên á. Thuốc mà có duyên á. Có thằng em nó cũng làm bên dược ở ngoài Hà Nội á. Ừ. Thế là nó vào đây, nó bảo anh chở em đi kỳ bằng được, em hút điếu thuốc lào, nhớ lắm ấy. Thế là cũng bập bẹ hút vào, thế nó say lân lân, thế là từ đó bén duyên luôn. Trời ơi. Giờ nếu mà mình nay có tình yêu say lân lân, mình bỏ thuốc lào nha. Dạ. Mà nhà gái? Điểm mạnh của mình thì ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là nhìn gần thì cũng thấy dễ coi, thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu, nhưng mà cũng biết kiềm chế. Mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhăng. Điểm yếu thì là có hơi nóng tính một xíu. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Im luôn, là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán, còn cứu ăn được. Còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Thấy bay mềm mềm là lấy nước xối liền nha. Dạ, dạ. Xôn sông. Lại nhà đằng trước nhà có sông. Ê trời đất ơi, đừng nói xô xuống sông nha. Em không biết bơi rồi anh. Dạ, em đây không biết bơi anh ơi. À, biết bơi. Dạ, dân trên núi xuống anh nên không có biết bơi. Dạ rồi, nói vui. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Em thì trước giờ có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Ừ. Vào Sài Gòn không vào thì hỏi cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao vậy, nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là bị cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì vào chỗ cái ông bạn thân để chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, cứ dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn rồi. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow, được mấy người con rồi anh? À, dạ được 2, lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, hiện nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi anh. Hết duyên. Tình yêu anh giống thuốc lào quá vậy. Duyên nó tới. Dạ vâng. Rồi duyên nó đi vậy đó. Dạ, hả? Vâng. Không có căng thẳng, không cãi nhau luôn. Không cãi nhau, cũng có sơ sơ thôi. Ai đi trước? Bà xã đi trước. Bà lấy chồng gốc người Anh, cách sân vận động Manchester khoảng 6 cây số. Trời ơi, tìm hiểu kỹ vậy đó hả? Bữa nào qua Manchester chơi nha. Dạ vâng. Nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó, là do duyên thôi, không có đổ lỗi cho ai, mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên thôi. Không, thật ra thế này, nếu mà nói ra do duyên không, nói chung chung như thế cũng không được. Dạ. Chính ra chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta phải chia tay với nhau, để cho ta có kinh nghiệm. Tại vì 26 năm nó phải có cái gì đó mình mới chia tay nhau chứ. Không, đừng ông Mai. Dạ em chào anh. Dạ, không phải là em qua để em nhìn anh đâu, mà em qua em nói chuyện với ông Mai của em. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó. Nhưng mà bây giờ chuyện nó qua rồi thì người ta sẽ trả lời bằng một câu là tất cả mình là do duyên thôi, để nó dĩ hoài di quý hết tất cả mọi cái. Mấy cho nó nhẹ nhàng đi. Đừng có gọi là lấy cái chữ có duyên rồi muốn bỏ đàn ông lúc nào bỏ. Không, bây giờ hỏi thẳng anh. Đúng Tình rồi. Là trong dạ. câu chuyện đó là anh có nhận thấy anh là người có lỗi không? Dạ cũng có một phần. Đó, bây giờ lỗi gì luôn? Do là để cho bà xã đi ca hát nhiều quá. Ủa, lỗi gì vậy? Thành thử là bà đi nhiều quá thì mới yêu cái ông Tây này. Ông Tây này thì cũng nghêu ngao, biết hát nữa. Thế là gặp nhau từ chỗ Vũng Tàu á. Vậy là lỗi do anh, để dạ. cho bà xã đi hát nhiều quá. Dạ dạ. Rồi hát cái ông Tây, ông hát cái quen ông luôn. Dạ đúng rồi. Vậy dính ra anh phải đi tập hát. Đúng không? Dạ, dạ, đang tập. Nhận ra cái lỗi. Người ta biết giỏi vậy, tao biết hát. Không biết hát được không anh? Dạ dạ. Hát dạ, được hết chưa? Bây giờ muốn hát được thì đã muộn rồi. Bởi vì ông Tây ông hát trước. Thiệt á. Rồi bây giờ chúng ta hãy lắng nghe tình trường của bên nhà gái nè. Quê quá à. Tôi nói chuyện không lại rồi đó. Tình trường nhà gái tình trường sao? Mình sao nè?
Em thì cũng có khoảng hai vài mối tình. Tình đầu là lâu nhất, quen biết từ bé luôn. Bố mẹ cũng là thân với nhau. Quen được một thời gian, xong đó thì phát hiện ra là ảnh có người khác. Chỉ cũng là học chung cao học với ảnh. Thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia tay. Rút lui luôn. Dạ, rút lui luôn. Vì với em thì mình mà đã thành option thì em không sẽ không là lựa chọn người khác. Mà em nghĩ là ảnh nên lựa chọn cái người kia thì tốt hơn. Cái cá tính là đã thể hiện ngay từ lúc mà mình còn trẻ. Dạ, nói chung là cũng đau khổ lắm. Tại vì tình đầu mà nên là khoảng cũng 5 năm sau mới quen người tiếp theo. Cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất rồi, cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên hôm ấy thì em nghĩ lựa chọn cái gia đình, tại vì ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em đó cũng bị trầm cảm nặng. Nói chung là Nga cũng lận đận về tình duyên ha. Dạ, một con người siêu lận đận luôn anh Quỳnh Linh. Quá lận đận luôn. Ở bên đây thì không có lận đận mà nó có duyên, nhưng mà sau đó hết duyên vì lý do là không biết hát. Dạ. Anh tập hát chưa? Dạ mới tập đây anh. Mới tập đây không? Dạ. Bây giờ hát giao lưu cái liền nè. Bài Biển Tình vậy. Biển Tình. Dạ, mới tập có 2-3 ngày này. Về phải thuộc nhiều bài vô. Dạ. Rồi chuẩn bị 2-3. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn thiếu từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì ngàn ngân hà mình cũng có, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao trong đêm. Đó, bây giờ Nga hát cho con sao nè. Em hát tiếng Anh được không anh? Tiếng được luôn, được tiếng gì cũng được. Dạ, tại em chào anh. Ấn tượng quá. Dạ, hơi bạc đó anh, bạc hơn anh Quỳnh Lan đầu luôn. Xin gửi tới mọi người kiểu góc vui một xíu mà một bài hát At My Worst của Pink Sweat. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend. Sit by my side even though the world is living in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, but em ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình hỏi về cái đúng rồi. Cái tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7 đó là được chị. Được. Ok Ngọc Lan. Được. Gì nữa? Có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào. Mới hút thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào. Bây giờ nếu có người nào đó làm ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền. Đúng không anh Tịnh? Dạ, về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Vậy đàn trai tôi đáp ứng gần như 90% trở lên chỉ có thuốc lào thôi. Bỏ được hứa luôn rồi. Dạ. Rồi anh Tịnh. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Không chat nét trên điện thoại nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. À, nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây. Không, 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 không mập mập. Ốm ốm đó đúng không dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình. Rồi gì nữa anh? Ray rồi gì nữa không? Dạ vậy thôi. Tóc dài hay tóc ngắn hay... Thôi, tóc thì không quan trọng. Cứ dễ ăn dễ nuôi là được rồi. Bên này ray quá không biết có dễ ăn không nha. À, mình dễ ăn Ngọc Lan. Hôm nay anh Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình? Dạ. Hôm nay Nga đi với anh? À, một mình luôn. Nga đi một mình luôn. Ông mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Bây giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi mở rào. Ừ,
Ơi chào Nga. Dạ chào anh Tình. Thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Dạ. Xuyên đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng kỷ niệm anh. Dạ. Cảm ơn em. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Cảm ơn anh. Ray dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc. Là em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, hãng mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó. Dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng cũng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok ok, anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. À, bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi anh chưa nghe. Y chang vậy. Quan điểm hôn nhân. À rồi. Quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Thương vậy trời. Anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới biết hút đây à? Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha, bỏ được không? Nhắm bỏ được không? Chưa ghiền đâu, mới hút rồi mới thử. Hứa bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Thôi anh cái gì cũng ok chứ. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. Đẻ không do ông á, chứ bên đây người ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? Mỗi năm rồi, mỗi năm rồi. Rồi. Sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà dạ, ổn hứa nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được. Thế nào hứa đi. Đời, em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng nó ngay. Dạ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói, giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó.
Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. Dạ. Nhất là nổ. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết võ đúng không? Thì ra thử múa về đường con. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à? Tại vì chân mặt quần này không đá được. thử ra tới đâu không đá được. Tới đâu? Đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ, hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe khoắn. Vút luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa, kỳ vậy anh. Rồi, đứa rồi, khỏe rồi. Được rồi. Khỏe rồi. Được rồi, được rồi, làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không. Rồi, ok. Ổn không? Ổn, ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Ok. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử với máy nó còn tốt không thôi. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình là đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Ngọc Lan này bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình. Thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh tình giờ em hỏi nè. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm anh, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà lộ đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái chanh hả? Ừ, đấy. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga. Đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn. Rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi. Để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà. Cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng mọi giá tình dạ, nha. Dạ. Quyết liệt. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng cho hai bạn.